Hello, chào tất cả anh em, chào mừng người đến video của mình. Cái dự định ban đầu của mình là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những chai nước hoa mùa hè để giới thiệu cho các anh em. Thế nhưng mà từ hôm qua đến bây giờ, trời miền Bắc này bắt đầu nó lạnh và có mưa. Thì với cái điều kiện không khí này thì mình xịt những chai nước hoa mùa hè, cái cảm nhận mùi của mình nó không được chuẩn. Đó là mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ không làm những chai nước hoa mùa hè nữa, mà để đến mấy hôm nữa nó hết lạnh thì chúng ta lại quay trở lại chủ đề mùa hè. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video rất là nhanh, mình chia sẻ cho anh em những cái điểm cần lưu ý cho từng sản phẩm phổ thông mà các anh em có thể mua được ở ngoài shop, ngoài plaza, ngoài khu trung tâm thương mại. Những điểm cần lưu ý cho từng sản phẩm để tránh cho cái thứ nhất là chúng ta mua không bị tốn tiền hoặc là bị lặp lại những mùi mà chúng ta đã từng có. Đó. Hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình sẽ nói ở đây đó là Versace Pour Homme. Cái điểm các anh em cần lưu ý cực kỳ quan trọng nhất đó là chai nước hoa này chỉ sử dụng được trong mùa hè. Bởi vì cái nốt hương của nó đó là citrus aromatic, một dạng kiểu hương cam chanh thơm mát. Do đó nó sẽ phát huy được hết những hiệu năng mùi hương của nó vào mùa hè trong điều kiện nóng đó. Còn khi mà xịt vào mùa đông thì mùi của nó sẽ rất là bệt và không tỏa được mùi ra theo như vốn dĩ cái hay của nó. Thì các anh em nào nếu như có ý định sử dụng một chai nước hoa 4 mùa, và nếu như mọi người có ai đó tư vấn là chai nước hoa này thì phải hết sức nghĩ lại. Bởi vì chai nước hoa này như mình đã nói chỉ sử dụng hợp trong điều kiện mùa hè, còn lại mùa lạnh thì không nên dùng. Đó, chai nước hoa đầu tiên đó là Versace Pour Homme. Chai nước hoa thứ hai, ok, Bleu de Chanel. Bleu de Chanel, Eau de Parfum và Parfum, hai mùi hương này hoàn toàn giống nhau đến 99.99%. Do đó nếu như các anh em nào đã từng ngửi mùi hương của Bleu de Chanel, Eau de Parfum và cảm thấy không có gì thú vị thì tốt nhất là cũng không cần thiết phải đi thẩm mùi hoặc mua chiết chai Bleu de Chanel Parfum. Bởi vì đối với cá nhân của mình, hai mùi hương của hai phiên bản này là giống nhau, do đó không cần thiết phải đi thẩm mùi nếu như đã không thích bản Eau de Parfum này. Tiếp theo nữa đó là Why by Yves Saint Laurent. Đây giống như các video trước mình đã nói, đó là mùi hương của hai chai nước hoa này là một cái sự tổng hợp giữa Versace Eros, Dior Sauvage và Paco Rabanne Invictus. Do đó nếu như các anh em nào đã từng ngửi mùi một trong ba chai nước hoa này, Eros, Dior và Paco Rabanne Invictus, và cảm thấy không thích mùi hương một dạng kiểu như thế này thì tốt nhất các anh em cũng không nên mua chiết hoặc đi thẩm mùi chai By Why by Yves Saint Laurent. Bởi vì mùi hương của nó là chỉ chọn lại những cái điểm hay của ba chai nước hoa này và lọc lại là một. Thì đối với quan điểm của mình, nếu như các anh em nào đã không thích mùi hương của ba chai nước hoa này thì tốt nhất cũng không cần thiết phải mất tiền đi mua chiết hoặc mất thời gian đi thẩm mùi với Why by Yves Saint Laurent. Tiếp theo nữa đó là Thierry Mugler Cologne. Đây là mùi hương best cho summer đó, rất là tốt, rất là ok cho mùa hè với cái mùi hương soapy xà phòng. Chúng ta có thể xịt 10-15 phát vào người, và khi mà mọi người ngửi đến và bản thân chúng ta ngửi, đây là cái mùi hương cực kỳ sạch sẽ, rất là clean. Thế nhưng nó có một cái nhược điểm, đó là cái hiệu năng của nó khá là khiêm tốn, cái khả năng bám mùi của nó rất là khiêm tốn. Mình nghĩ là trong điều kiện thời tiết mùa hè ở Việt Nam này thì nó sẽ chỉ có thể duy trì được khoảng trong tầm 3 tiếng nếu như mà chúng ta hạn chế di chuyển đó, nó chỉ ở trong môi trường văn phòng ấy. Còn nếu như anh em nào mà đi ra ngoài mùa hè mà đi xe máy thì cái này chắc là chỉ trong một làn gió là nó bay hết. Thì nếu như các anh em nào thích cái mùi hương nhẹ nhàng và sạch sẽ thì Thierry Mugler Cologne này cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Thế nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ phải mang theo một chai chiết, thì cứ khoảng tầm 2 tiếng, 3 tiếng thì lại lôi ra bam một lần, bam mấy phát gì đấy để đảm bảo hiệu năng cả ngày cho nó. Còn lại thì nếu như mà để có ý định sử dụng đi cả ngày và xịt buổi sáng mà đi thì Thierry Mugler Cologne này không phải là cái mùi hương để dành cho các anh em có ý định như thế. Tiếp theo nữa, Terre Hermès và Prada Lon. Hai chai nước hoa này có cái điểm gì giống nhau? Đó là nếu như các anh em nào có phong cách trẻ trung, các anh em nào có phong cách gọi là vui vẻ, đời lúc nào cũng là một cái màu hồng đúng không, vẫn còn là dạng như kiểu nhí nhảnh như con chim chích, thì Terre Hermès hoặc là Prada Lon này không phải là cái mùi hương để dành cho các anh em. Thực tế mà nói thì mình thấy rất là nhiều đợt thời gian vừa rồi thì có một số người anh em của mình, thì cá nhân là các bạn ấy vẫn còn trẻ và vẫn còn là thanh niên tính,
Thì khi mà ngửi những cái mùi hương như này, Terre Immense hoặc là Prada, thì kết luận luôn mùi hương này rất là chán, mùi hương này rất là không hay. Thế nhưng có một cái vấn đề rõ ràng ở đây, đó là về cái tuổi đời của các bạn đó vẫn còn là ít, nó vẫn chưa có một cái gì đó nó đủ điềm đạm để chín chắn để có thể xịt những cái mùi hương như này, thì suy ra mùi hương này là không hay. Thì chốt lại, mình muốn nói đây, ví dụ như những chai có cái mùi hương giống như Terre Immense và Prada Lhomme này, thì chúng ta phải xác định rằng bản thân chúng ta khi mà chúng ta đã phải có một cái sự điềm đạm, phải có một cái sự chín chắn đó, và chúng ta cần những cái mùi hương nó dạng kiểu manly, dạng kiểu classic, thì chúng ta hãy mua Terre Immense hoặc Prada Lhomme. Còn lại, nếu như các anh em vẫn còn dạng như kiểu thanh niên tính, thì đừng bao giờ mua thử hai chai nước hoa này, bởi vì mình nghĩ là các anh em sẽ không thích mùi hương của chúng đó. Tiếp theo nữa đó là Polo Double Black, một cái mùi hương tiêu và xoài rất là nam tính, rất là manly. Thế nhưng chai nước hoa này có một cái đặc điểm giống với Thierry Mugler Cologne, đó là bán tỏa mùi rất là kém. Đặc biệt nếu mà xịt vào trong mùa nóng thì chỉ khoảng được 2-3 tiếng là đã cảm thấy rất là kém rồi. Và cái nữa, chai nước hoa này mùi hương của nó chỉ hợp với buổi tối. Do đó nếu như các anh em nào có ý định sử dụng một chai nước hoa thôi và sử dụng để cho 4 mùa là một, định sử dụng cho các dịp là ai, thì Polo Double Black chắc chắn không phải là một mùi hương như thế. Chai nước hoa này mình nhắc lại chỉ hợp dùng cho buổi tối và vào cái tiết trời nó hơi se lạnh một chút là ok. Còn lại ngoài ra thì nó không phải là một chai nước hoa dùng để hàng ngày. Đó là cái điểm các anh em cần phải lưu ý. Tiếp theo nữa đó là Victor Roth Spice Bomb. Chai nước hoa này nếu như các anh em nào đã từng ngửi Bulgari Man in Black hoặc đã từng sử dụng Bulgari Man in Black, thì chúng ta nên cân nhắc nếu như quyết định mua thêm một chai nước hoa có tên là Victor Roth Spice Bomb. Bởi vì với cái style mùi hai chai nước hoa này là khá là giống nhau, cũng sử dụng thuốc lá, cũng sử dụng tiêu cay nồng, cho nên là về cái phong cách mùi là giống nhau. Do đó nếu như các anh em nào đã từng có chai nước hoa Bulgari Man in Black và quyết định mua một chai nước hoa khác để sử dụng, và được ai đó tư vấn là thử mua chiết hoặc là đi thẩm mùi Victor Roth Spice Bomb, thì là các anh em hãy từ chối và chọn cho mình một sản phẩm khác. Và cuối cùng là chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây, đó là Jean Paul Gaultier Le Male. Chai nước hoa này nếu như các em đọc trên các bình luận đánh giá thì nó rất là ok, mùi rất là sexy của hoa oải hương và một chút ngọt ngào đậm đà, tạo nên cái mùi hương rất là sexy. Le Male luôn luôn là một bước ngoặt trong mùi hương của nước hoa nam. Thế nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi, có nghĩa nó đã từng là một cái mùi hương cực kỳ sexy. Còn bây giờ thì bắt đầu đến những phiên bản Le Male từ 2018-19 gì đấy. Hôm trước mình được ngửi một chai phiên bản 2018 thì mùi hương của nó đã nhạt nhòa đi rất là nhiều. Nó không còn cái oải hương nồng nàn nữa, mà thay vào đấy nó cho thêm một chút gỗ. Nói chung là mùi hương nó không còn cái vẻ sexy nữa, mà nó vẫn là như thế. Thế nhưng mà nó khô hơn, nó thô hơn. Đó thực sự mà nói, nó cũng giống như cảm giác khi mà chúng ta nhận được một cái gì mà chúng ta mong đợi, và khi mà chúng ta đã được đọc kiểm tra hết thì phải thốt lên một câu là mày làm cái quái gì vậy. Thì mùi hương của Le Male hiện tại bây giờ là như thế, nó không còn giữ được cái nét giống như ban đầu. Thì nếu như các anh em nào đọc bài tham khảo bài viết và thấy rất là muốn tò mò muốn mua chai nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male, thì hãy hết sức cân nhắc trước khi mua. Bởi vì như mình đã nói, nó đã bị reform mùi một cách gọi là thô bạo, nó không còn một cái nét gì mà tạo nên cái đỉnh cao của mùi hương này đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ với anh em những cái điểm cần lưu ý, phải hết sức lưu ý khi mà các anh em có định mua một số những cái chai nước hoa phổ thông. Hy vọng là các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.